nghe bảo MV này có thầy giáo Mai Tài Phến. Mai Tài Phến. Nghe nói là MV này chính là tiền truyện của MV đang kiểu gây bão Em Gái Mưa. Cái đồn thôi. Ừ, em nghĩ đồn là đồn. Tức là kiểu diễn viên giống nhau, họ đồn thì tôi thương. Không, nhưng mà kiểu như nhưng mà chưa được nghĩ ra một câu chuyện rất là liên quan giữa hai cái MV. Hiểu. Mình chưa xem gì luôn. Trời ơi, muốn xem từ bao lâu lâu rồi. Thế mà Hân không cho xem. Giống bản chính không? Sao vậy? Giống bản bao lâu đài. Không, thầy giáo mưa vô video này thì kiểu cũng đã mất kiến cái con mắt nữa. Mất cái vẻ sang trọng ở ba đi. Không, với lại nè, trong clip này là đen hẳn luôn nè, thấy không? Nếp nhăn cũng nhiều mắt hơn. Mắt kiểu mà con đậu con bay vậy. Thương chạp xè heo quá. Ở đây phải Mai Tài Phiến không? Không. Đây là ông của Mai Tài Phiến. À thế á? À tức là ông em đã xem luôn mà biết. Ông đang nhắc đến Mai Tài Phiến. Đấy, ông của Mỹ Tâm và Mai Tài Phế. Ôi, cái video này đây rồi. Dài gần 12 phút. Thấy đấy rồi. Ủa, anh mua thằng thuốc làm chi vậy? Thằng thuốc cho ông đi còn gì, không có gì đọc. À, xin lỗi mọi người. Mỹ Tâm ở làng quê sao Mỹ Tâm mặc đồ trắng thế? Thời này làm gì có một giặt Omo. Bây giờ mới chỉnh màu nâu nâu để cho cái màu trắng nó bớt xuống rồi đó. Hồi xưa là có A3. Cô giáo A3. Hồi xưa có bỏ. Dạ. Ôi, lại cái vẫn cái màn lúc đồng tiền. Đúng tiền. Ủa sao chị Mỹ Tâm bao nhiêu năm rồi mà chả thấy già gì nhỉ? Nhớ thời mà đập dở cây đèn sinh viên gì á. 81 mà chị Mỹ Tâm năm 81. Mỹ Tâm là nổi từ năm 2000 rồi. Nhớ có cái lần chị Tâm hát ở đâu mà cũng màu dài như này nè. Ôi, nhìn nhau kìa. Ôi, làm nhớ đến cái gửi anh xa nhớ của Bích Phương ý. MV kiểu như là chất Việt Nam nhiều ha. Cảm giác cái mắt like phía sau nhiều, nhìn nó lung linh ghê luôn. Chết hả? Đánh mắt đưa tình kia. Nhìn mặt giác. Ờ, đấy, lại đi thả hứng nhau đây, lên đây, này. Đây. Còn có việc gì cơ chứ? Thằng nhỏ dễ thương quá. Ê, đấy phải tín hiệu rồi, bảo em ra ngoài kia rồi. Quen rồi. Quen á? Sao là quen rồi? Anh ơi, có cái lá trên đầu anh kìa, để cho người ta lấy xuống. Nhưng tưởng có số đo. Ừ, cho gì đấy? Bánh intro tét, dài nhỉ? Bánh tét. Cho á. Xong đấy đi không? Intro dài nhỉ? Intro 2 phút intro rưỡi. Ai là hồi chiến tranh. Trong MV này mới vừa mới quen nhau một tí và đã dắt nhau ra đồng rồi. Cái này là quen trước rồi, nhưng mà kiểu ngày xưa kiểu bị ngại ấy. Nhưng mà ở quê thì chỉ có đi ra đồng tình cờ gặp nhau cũng được chứ sao. Đẹp quá. Không, quá này là đẹp liền luôn à. Đó em chỉ quá đẹp luôn. Cả ngày cứ mặc áo dài này á. Cô giáo mà. Ôi nghe nhạc nào, không các bạn lại bảo không chịu nghe nhạc. Ôi hồn. Bom. Ôi tưởng sếp. Bảo hoa. Cái này chắc cưới vậy. Ở nhà chờ thì thế nhật qua lên đây thầy giáo nhìn coi như về dặn hẳn ha. Anh này anh Mai Tài Phến. Anh này là anh có đóng cho một cái kịch rất là nổi tiếng của Nam Thư là kịch Đòi Nợ. Nghe nói bài là bài này là Mỹ Tâm sáng tác này. Thế ạ? Là ảnh là đóng cái vai hai thằng đi theo Đòi Nợ. Từ dưới vậy mà lên được tới vậy luôn rồi á. Dính hai dự án rất là nổi tiếng luôn, rất là may mắn luôn á. Nói chứ năm nay anh cũng 26 tuổi rồi. Coi như anh nổi tiếng được vậy thì cũng mừng chứ anh. Đây là lấy nhau rồi. Ơ, đã lấy đâu? Lấy nhau rồi. Ở với nhau rồi. Sao không thể đám cưới? Bỏ qua được không? Đã 12 phút rồi đám cưới, có lên 20 phút rồi. Có giận dỗi nhau gì này? Giận. À, em nhìn này rõ là anh đi nhậu nhiều quá. Này sao lại để sắp mà không để Mỹ Tâm nói à? Kiểu giữa video thì thoại mấy câu ấy, giọng Mỹ Tâm hay mà. Này mình nghe Mỹ Tâm mất máy mồm, mình vẫn tưởng tượng giọng của Mỹ Tâm. Ừ. Ăn hiểu. Thật tưởng đưa chân nhấn hở ra đưa cái vòng. Bài cũ. Thật đấy. Không dùng được nữa rồi. Cần lắm một vòng tay. Thật. Cưới nhau rồi là bài cũ rồi. Cần chắc là dùng hoài nên là kiểu không bất ngờ nữa. Tay trắng hay tay trắng ấy. Đang cao với nhau. Nè thì tức. Nhưng mà tại sao là Mỹ Tâm đang giận gì? Tại vì đi hoài. Con người của công việc ấy, giống như anh nè. Ừ, đi hoài á. Đi hoài đâu, tao đi làm lúc nào cũng 9 giờ tối về. Đi đó là đi tới giờ đó rồi còn đi ăn chơi được gì với bồ nữa. Chắc là đo vòng eo thôi. Eo con gái dễ dụ nhở, cũng đi vòng tay nhở. Ê cầm này, cầm anh chị Yến. Chị không lấy cái câu nói cần lắm một vòng tay à? Chị Yến. Em hay xe đây lắm. Nó ôm nhau rồi. Thì người ta là vợ chồng mà. Nhau cũng nói. Bỏ ra người yêu ta ghen bây giờ. Tại sao ngày xưa ngủ lỗ thiên nhở? Lỗ thiên. Đây là phòng ngủ của hai vợ chồng. Thì bên quanh xung quanh không có ai. Thì thằng yêu ấy đánh cờ ạ.
ngày xưa hay nhỉ, kiểu chơi cờ chồng. Búng tay á. Mọi người quay để ý nhưng mà mặc áo bó mà lộn đúng không? Thế á? Tua lại nhá. Đúng, tua lại đi, tua lại. Đấy. Đi tâm quá. Gần bằng của các máy bay. Các người thật là thô bỉ. Thì chết rồi. Đây cái ba lô xong mới ấy. Thư người tình. Thư người tình là thường mới đẩy cao trào lên. Tôi chán rồi. Cái này là hai đường đỏ. Đó, nhớ em thấy chưa? Biết ngay. Mọi việc vẫn còn lộn xộn, anh chưa thể về với em được, nhớ em. Sao? Là sao? Tức là anh hình như anh viết cho người khác. Chui nha, chứ giờ cài mấy cái bảo mật của Note 8 là mình đâu có bị gì đâu. Đúng rồi, mình có cảm mật bẩm mật bóng mắt mắt á là chỉ có một người được thôi. Need some love. À, em không để tin lúc em được thư ấy, đúng đúng kiểu theo lời bài hát luôn ấy. À. Em nghĩ cái này cũng không phải ông ấy viết. Đúng rồi. Mà kiểu là ví dụ bạn chết ông nhờ đưa cho người thân được. Ồ hồi xưa hay kiểu chết trận mà. Ừ chắc thế. Xong giải thích đi. Ừ. Thế là em kiểu mình là con trai ngầu, mình không được giải thích gì cả. Giải thích có mà hết à? Thế anh cả thể hiện bằng hành động. Với cả chị Tâm đang bận hát. Ờ. Thơ. Nhắc mà nhớ em cảm giác bài này ra giết mà. Nhờ. Đúng cái kiểu đấy, tâm trạng. Em yêu thương. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, cho anh những tháng ngày hạnh phúc. Vậy mà không hiểu sao anh cứ vô tình làm em buồn, em khổ. Ngàn lần xin lỗi em. Tâm tư lòng anh không sao nói hết trong bức thư này. Rằng kiếp sau ngàn ngàn kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ chỉ thương một mình em thôi. Anh của em. Diễn cảm đây hả? Ôi giời, cái lý do muôn thuở của đàn ông. Ê, cậu bảo là anh làm em buồn và ừ, anh làm em buồn và sau ấy kiểu sau kiểu không biết nói như nào nữa, sau bảo là anh kiểu, biết diễn tả thành lời như thế nào nhất luôn cái việc đấy. Anh không xứng đáng với em. Ừ, kiểu anh vẫn luôn yêu em mặc dù anh cưới vợ khác. Các bạn khai thật đi, các bạn có dừng lại đọc thơ giống như bọn mình không? Mình được không? Cái bài này hay quá. Gì vậy nhỉ? Nhớ hồi xưa Mỹ Tâm cũng có bài gì buồn xong cắt tóc các kiểu á. Em nghe Mỹ Tâm hát live luôn rồi đó, hát live như hát đĩa vậy. Chị đang ngủ kìa. Ngủ cũng đẹp đó. Ừ. Đâu à? À. Mà má rồi, nụ hôn, nụ hôn từ biệt. Hôn chị Tâm. Thế ở đây người ta ngủ không mắc màn nhỉ? Màn sao biết đấy? Cái ba lô nó bị hiện đại quá rồi. Nhà tính ra là Mỹ Tâm cũng lớn hơn anh này cỡ cả 10 tuổi. Vẫn con giác. Ờ, nhưng mà nhìn vẫn trẻ, là trẻ. Bí quyết giữa nhan sắc của người ta. Chị ơi, chị có thể tiết lộ cho em được không? Em cũng có một cái lá trong ví ấy. Mà sao lại ép cái lá tre hả? Cái lá tre hồi xưa á. Lá tre hồi nào chả ép được. Màu đẹp quá ha. Chào đồng chí. Đồng chí vào đây để tôi báo cáo nè. Sao này lộ đầu ti. Ô, thế là chị ở vậy luôn. Nhà một mình à? Chán thế là chị vậy luôn. Đợi chồng. Cái khu này đâu đẹp quá. Ừ, cái rừng trúc tre. Kiểu như là coi cổ tích Việt Nam. Để kêu gọi giáo viên tình nguyện. Liền kêu gọi editor tình nguyện. Đâu? Ngày xưa hay thế mà kiểu đi tình nguyện ấy để ra trận gặp chồng. Không mong tìm được chồng đâu, nhưng chỉ là đi cho nó đỡ buồn thôi. Ừ. Nhưng mà cảm giác ngày xưa người ta đi dễ dàng nhở, nhà cũng không thì có gì nhiều. Có gì ở nhà không thôi. Có gì nhiều ấy, cứ để thế xong đi à. Tình quá. Ôi đẹp thế, cảnh đẹp thế. Rất giống em ngày xưa, mưa trôi để lại nơi đây trong giấc mơ buồn lành. Ôi, lúc nãy. Bò cũng đi thành đôi. Giấc mơ gì? Buồn lành. Bậy quá à. Vì đây là con của anh ý. Sao em lại nghĩ thế? Tại vì kiểu tự nhiên có một thằng em xem phim Đài Loan nhiều đúng không? Giống chú bé An quá vậy. An trong Đức Phương Nam. Ừ, giống chú bé An quá vậy. Mà, à ba con kìa, ba ơi cô này cổng ơn về này. À không phải à? Đây là nhớ lại. Đây là, ê, xong đây đi... là hoạt cảnh làm ra để nhớ lại thôi. Xong đi giữa đường thì chú kia nhìn thấy cái tâm đang bế một đấy sao tưởng có con rồi. Con này tưởng có con rồi. Các người cứ bảo tôi xem nhiều phim Đài Loan đi. Máy bay kìa. Ôi, nhiều máy bay có máy bay rồi. Trực thăng không ném được bom đâu. Chưa. À, anh này phải đi kế hoạch hóa gia đình. Kế hoạch tác chiến. Đi tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Nhưng mà em tưởng người ta phải mặc giáp trong cầm súng đó rồi. Không, đây kiểu như kiểu là chỗ mật ý. À nhớ lại hồi xưa ba ổng sao á. Cái bức thư này là của chị ý. À, của chồng chị ý gửi cho chị ý.
À, chị còn giữ thư của anh nhà à? Chưa, đúng như thế em đoán. Thế có nghĩa là của bạn anh này chứ không phải của anh bạn này. Bạn anh ấy chết trong rồi. Đấy, sao thằng này là con của ai? Con của ai? Con của chị này. Xong rồi, xong rồi lại tưởng. Ôi, ôi, ôi. Xong rồi lại tưởng. Tưởng là con. À, 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 rồi, rồi. Cái màn giật giật này giống em nghe. Kiểu lúc đầu không giải thích được với nhau một câu. Ta nghĩ lúc đầu giải thích đi thì thì đã không thể. Cái kiểu cái im nó khó chịu. Sao anh bắn chị em? Hình như là bắn ông này. Nhưng mà chị định bắn chị ông này. Em đỡ ơi, đạn đúng rồi. Này, chị em đỡ đạn cho chồng cho hay phến. Là chị em bỏ chạy rồi bị thôi đỡ đã cho chồng ui máu giống thất phết không phải kiểu em không màu. Em có thắc mắc còn chưa kịp chết tôi kia thắc mắc cái gì còn chưa kịp giải thích gì trời ơi thấy chưa chả kịp giải thích gì cả. Nhưng mà tao muốn thấy là kết thúc này hơi bị hụt hẫng. Sắp lên tới cao trào, sắp tới đẩy lên rồi. À đây đây gọi là khóc quá trời đúng không? Đang bực cái như kiểu cắt ngang cảm xúc á, nó không có cái gì để giải tỏa cái cảm giác nó. Nó thì kiểu như em kiểu thằng đó nó chết luôn, tự tử lắc cổ gì đi hả? Không, cũng có thể là kiểu như một cái cảnh mà giới thiệu á, Reddit á. Rồi cảnh nhẹ thì sao cũng được. Xong tới cắm mộ cái bông cái mộ của bà đó rồi xong xuất hiện một người con gái khác mà cũng cứ mặc cái trang bà đó. Cái đó quá. Xong rồi xong nghe câu chữ là mày đừng thích người ta, mày đừng thả thính nha Vy. Sau khi mà chị Tâm chết, thế là anh này anh ấy mới nhớ chị Tâm quá, yêu chị Tâm quá nên là mới kiểu mới lên thành phố để xin đi làm thầy giáo và quyết định không đi đánh tặc nữa. Đến trường đấy, đến cái trường mà của em gái mưa ấy, đấy thì là lại gặp Vy. Nhưng mà Vy vẫn yêu chị Tâm nên chỉ coi Vy là em gái thôi. Còn cái chị mà ở cuối MV mà em gái mưa mà mình tưởng là người yêu ấy, của thầy ấy. Thì thực ra không phải là người yêu đâu. Bom đạn loạn lạc ấy thì thầy cũng không ít lần là kiểu bị thương và có con rơi. Và chị đấy giúp đỡ thầy trong chiến tranh và chị đấy yêu thầm thầy thôi. Nên là tức là Vy vẫn còn cơ hội, chị Tâm thì sẽ không sống lại. Chị không sống lại, trong clip thì Vy nghĩ là mình không còn vượt cơ hội. Nói chung là màu MV rất là đẹp, theo cái kiểu retro và rất là thích. Cô chị có thể có chịu cái chỗ là áo sao áo trắng quá. Chị ơi, chị có coi được clip này thì chị thì cái này ý kiến em thôi, là em nghĩ là chị mặc áo màu ngàn tí thì nó đẹp hơn. Bây giờ thì mình chưa thấy thấm lắm tại vì là bị mất tập trung xem MV nhiều quá. Mà sau mấy hôm nữa mình nghĩ là khi mà bắt đầu được cover nhiều rồi, mọi người hát lại nhiều, bắt đầu mình ngấm bài hát. Nghe lần đầu không bao giờ thấm. Từ từ mới thấm. Này như tại sao mà Mỹ Tâm ý, lúc đấy vẫn chưa biết được sự thật thế mà vẫn quay lại đỡ đạn cho thầy nhở? Thì em mới bảo là có thể là chị chạy. Chị chạy nhưng mà không có chạy được. Chị chạy sao? Kiểu ơ thằng này đừng có cản đường ta đi. Nếu mà mình đi chiến đấu quen rồi thì mình có cái khả năng gọi là trốn đạn phản xạ, nhưng mà chị Tâm kiểu là giáo viên ấy không biết phản chị xạ. Chị biết chạy theo đường thẳng thôi. Chạy theo đường thẳng thế là bị dính đạn. Chả lẽ là người chồng nên là ơ mà điêu nhở? Đây nhá, chị không thể chạy thẳng mọi người, cái thằng bắn đâu đúng không? Chị phải chạy ngược lại. Lúc bắn xong có hai anh cầm AK chạy ra mà. À thế là sợ quá. Thì sợ chạy. À thế là đấy cảnh sát bao giờ xuất hiện lúc cuối cùng. Hay thôi mình xem lại rồi. Chốt lại là kiểu làm MV mà có câu chuyện rồi dài như thế này mình nghĩ là đang rất là hot ở thời điểm hiện tại và mình nghĩ là chị Tâm bắt trend rất là nhanh cộng với một bài hát mình nghĩ rất là ổn. Yeah, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.